Bạn là người tay giỏi. Kỹ sư hàng không. Trời ơi, làm cái nghề nghèo ghê. Bạn vô cùng xinh đẹp. Em 27 tuổi, cao 1m65. Ba dòng luôn không em? 90, 59, 92. Wow. Lý do mà chị đẹp như em, tại sao chưa có bộ? Nhờ chương trình để có thể tìm được mối tình bắt vai đó. Thế nào cho cái mức tiêu chuẩn không? Dạ, ngoại hình thì giống như anh Vinh, có nhà, có xe. Muốn có một nửa hoàn mỹ, hãy gặp bộ đôi mai mối Việt Hương, Trương Thế Vinh. Họ giúp bạn thoát ế thông qua những thử thách đáng yêu của chương trình Một Nửa Hoàn Mỹ, được phát sóng lúc 11 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2018.